huấn luyện viên Chu Xie gạch tên trò cưng, dùng song kiếm của thầy Park. Bộ đôi hậu vệ cánh mà huấn luyện viên Chu Xie sử dụng trong trận đấu lượt đi trên sân vận động Gelora Bungkano đã không mang tới hiệu quả như mong đợi. Để tăng sức tấn công, huấn luyện viên Chu Xie nhiều khả năng sẽ đặt niềm tin vào song kiếm từng tỏa sáng dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo là Hồ Tấn Tài và Vũ Văn Thành.